rồi mọi người thường hay gọi đó là thép khuôn mẫu An Thái Phú. Thép khuôn mẫu An Thái Phú đang cung cấp cho tất cả các những cái khách hàng mà chế tạo khuôn mẫu, cơ khí chế tạo. Thì các cái dòng hàng của bên An Thái Phú là các cái loại thép khuôn mẫu được nhập khẩu từ nước ngoài về và sau đó thì phân phối trực tiếp cho khách hàng luôn. Tại cái thời điểm hiện tại đang là cái dịch Covid-19 thì mình thấy là cái hội chợ triển lãm trực tuyến rất là tốt cho tất cả những cái khách hàng hiện tại. Thì người ta có thể tìm kiếm tất cả các cái thông tin thông qua cái hội chợ triển lãm mà không có cần phải tới những nơi đông người. Thì như vậy rất là tốt cho thời điểm hiện tại. Cái triển lãm của bên mình á, thì mình rất là mong muốn là sẽ kết nối được một số khách hàng cần sử dụng đến các cái loại thép của mình, cũng như tìm kiếm các cái nhà cung cấp các cái loại thiết bị máy móc cho công ty mình, giống như là máy cưa vòng hay là máy gia công CNC, máy phay, máy tiện,